Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thẻ xanh thẻ vàng biến tướng giấy đi đường giữa mùa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng thẻ xanh thẻ vàng COVID-19 để kiểm soát mức độ tham gia xã hội của người dân, doanh nghiệp khi mở cửa phục hồi kinh tế. Thẻ xanh sẽ cấp cho người đã khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi vaccine dưới 65 tuổi, không bệnh nền, người đã khỏi bệnh hoặc người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trên 65 tuổi. Có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, thẻ vàng được cấp cho người tiêm 1 mũi vaccine. Đây là hình ảnh dự kiến thẻ xanh, thẻ vàng có thể quét mã QR code phân biệt loại thẻ xanh, thẻ vàng là theo Trung Quốc. Một người có thẻ xanh sẽ có quyền đi lại nhiều hơn người có thẻ vàng, còn người có thẻ vàng thì có quyền đi lại nhiều hơn người chưa có thẻ. Thẻ xanh và thẻ vàng về bản chất là giấy chứng nhận đã tiêm ngừa vaccine hoặc đã có kháng thể sau khi nhiễm bệnh. Phương pháp này được coi là có thể mang lại nhiều tác động tích cực. Thứ nhất là có thể cho phép các địa phương đã tiêm ngừa rộng rãi dần dần mở cửa trở lại, khôi phục dần các hoạt động kinh tế, xã hội. Thứ hai, nó khuyến khích người dân, những người vì lý do nào đấy mà chưa đi tiêm vaccine để có được thẻ xanh, thẻ vàng, qua đó có thể đi lại thoải mái hơn. Trên thực tế, việc phân loại màu này đã được tiến hành tại Trung Quốc từ năm ngoái. Những người mang mã QR code màu xanh có thể đi lại mà không bị hạn chế. Những người mang màu vàng có thể được yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày. Nhiều nước châu Âu cũng sử dụng các cơ chế tương tự cho việc đi lại xuyên biên giới. Trong khi đó, nhiều nước đã tỏ ra thận trọng khi áp dụng cơ chế giấy thông hành dựa trên tình trạng miễn dịch, bởi điều này có thể ảnh hưởng tới quyền công dân, bao gồm quyền đi lại và quyền thân nhân. Các chuyên gia thì cho rằng việc đưa tiêu chí tiêm vaccine vào cấp thẻ xanh, thẻ vàng là hợp lý, nhưng việc đưa tiêu chí bệnh nền và suy giảm miễn dịch là bất hợp lý, bởi làm sao thực hiện được một quy định chung đối với việc xác định bệnh nền hay suy giảm miễn dịch cho được. Lên tiếng với truyền thông nhà nước Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có nhận định như sau: không nên đưa tiêu chí bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch vào việc phân loại nhóm có nguy cơ để hạn chế hoạt động của người dân khi bình thường mới. Đây là hình ảnh mạng xã hội xôn xao về một gia đình sống tại ống cống sau khi bị đuổi khỏi phòng trọ trong cơn đại dịch ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, rất khó có thể được thực hiện một quy định cứng đối với việc xác định bệnh nền hay suy giảm miễn dịch. Thứ hai, bệnh nền hay suy giảm miễn dịch là chuyện cá nhân của mỗi người. Nhà nước không nên quản họ khi họ đã tự nguyện tiêm chủng đầy đủ. Đừng vì họ có bệnh này bệnh kia dù đã tiêm chủng mà ra quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của họ. Với người dân thì họ không tin rằng chính quyền có thể làm được điều mà chính quyền vừa công bố, bởi nhà nước đã mất kiểm soát từ nhiều phía. Bà Thê, phó giám đốc và là trưởng phòng chống dịch bệnh của một công ty dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã nêu kinh nghiệm thực tế từ cá nhân của bà để chứng minh nhà nước thực sự không kiểm soát được ai đã tiêm một mũi vaccine, ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bà kể bà được tiêm mũi 1 theo chỉ tiêu của công ty, sau đó doanh nghiệp tạm đóng cửa theo chỉ thị 16, nên bà tiêm mũi thứ 2 theo tiêu chuẩn của phường. Khi kiểm tra dữ liệu trên hệ thống, nơi tiêm ngừa mũi thứ 2 hoàn toàn không có thông tin bà đã tiêm mũi 1, bà kết luận như sau: người thì ở đây mà trích ở phường, rồi thì làm sao mà khai báo cho được, mà đã không khai báo được thì làm sao có thẻ. Vậy thì họ sẽ bắt người ta xếp hàng khai báo để ra cấp một số tờ giấy khác, chứ còn làm sao nữa. Bây giờ, bởi không làm được bằng các máy tính thì sẽ phải làm bằng tay, thì lúc đó lại lây lan dịch bệnh. Hàng bao nhiêu triệu người đã được trích mũi 1, mũi 2 thì sẽ có từng đó con người có thẻ xanh, thẻ vàng. Vài ba bữa nữa sẽ có chốt kiểm soát, rồi chừng đó con người dồn ứ lại hàng trăm chốt chặn, như thế lại bùng lên một đợt dịch nữa. Đây là hình ảnh hơn 9.000 người đã đến nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm vaccine COVID-19 chiều ngày 24 tháng 6. Vấn đề người dân được ra ngoài không phụ thuộc vào việc được trích bao nhiêu mũi vaccine. Cấp cho người ta cái thẻ xanh, thẻ vàng không thay đổi được cục diện chống dịch, mà thay đổi đó là kiểm soát được dịch bệnh hay không. Cho nên thẻ xanh nhưng không kiểm soát được dịch bệnh thì lại thu lại thẻ hay sao? Từ hôm dịch bệnh bùng phát đến nay cứ như thế mãi.
bà T cũng tin rằng chỉ vài ba hôm nữa chính quyền lại đẻ ra thêm một cái thẻ khác, rồi mọi người lại chen lấn khai báo để được cấp. Theo kế hoạch của thành phố Hồ Chí Minh, việc phục hồi kinh tế sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến từ 16 tháng 9 đến 31 tháng 10, người có thẻ xanh được tham gia tất cả các hoạt động xã hội, trừ các hoạt động giải trí. Người có thẻ vàng được tham gia một số lĩnh vực. Giai đoạn 2 dự kiến từ 31 tháng 10 năm nay đến 11 tháng 1, 15 tháng 1 năm 2022, thành phố sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho người có thẻ xanh bao gồm trung tâm thương mại, trung tâm tập luyện thể dục thể thao, hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định. Đến giai đoạn 3, dự kiến sau 15 tháng 1 năm 2022, thành phố mở cửa tất cả các hoạt động kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, bắt buộc người tham gia phải có thẻ xanh. Nhà hoạt động Lương Thế Huy cũng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Quyền tham gia đời sống đi liền với thẻ xanh cần được cẩn trọng. Nhiều nước đang nghiên cứu thì đã dừng, và tại sao lại như vậy? Vì mục tiêu trong dịch chống dịch là sẽ bao phủ vaccine tối đa để đạt miễn dịch cộng đồng và hoặc luôn kiểm soát được số ca nhập viện trong năng lực của hệ thống y tế. Đây là hình ảnh rào chắn khắp nơi ở của Hà Nội với phân loại vùng xanh, vùng đỏ. Vậy thì chưa kịp phân chia, cấp xong hết thẻ xanh vàng thì đã bao phủ xong, kể cả có một nhóm thiểu số không tiêm vaccine. Do chủ quan hoặc khách quan thì họ cũng được bảo vệ luôn khi bao phủ cộng rộng vậy. Vậy nên việc hạn chế quyền tham gia đời sống theo xanh vàng đỏ khi đã phủ vaccine là không cần thiết nữa. Nó chỉ hiệu quả rất ngắn hạn khi chưa bao phủ đủ độ vaccine. Từ đó ông cho rằng thoạt nghe qua mô hình này khá hấp dẫn, tuy nhiên cần thảo luận rất kỹ để quy định thật sự phát huy được dài hạn chứ không phải tốn công hoàn thiện dữ liệu rồi không dùng được trong thực tế. Còn nhà báo Nguyễn Ngọc Già thì cho rằng cách đưa và sử dụng thẻ xanh, thẻ vàng này hoàn toàn bất khả thi. Giả sử 99% người dân được cấp thẻ xanh thì điều quan trọng nhất là họ cũng không thể nào vượt qua khỏi hàng trăm chốt chặn để kiểm tra. Như vậy thì nó sẽ ách tắc và ngưng trệ mọi hoạt động một thành phố. Hơn nữa, thẻ vàng cấp cho người chỉ mới được tiêm một mũi vaccine. Đây là trách nhiệm của nhà nước, không lo đủ thuốc cho dân cần, lại đẩy trách nhiệm và cái khó cho dân là một nhà nước vô trách nhiệm. Ông phân tích tiếp như sau. Cái cách đưa ra ý tưởng thẻ xanh, thẻ vàng chỉ là biến tướng của một loại giấy đi đường mới chứ không giải quyết được gì hết. Bởi cái quan trọng nhất là lưu thông, giao thông trong thành phố. Cái tư tưởng của nhà cầm quyền cộng sản nó gây ra cái nghịch lý như vậy là do cái tư duy của họ. Họ nhìn thành phố Hồ Chí Minh như một cái xác chết chứ không phải là một cơ thể sống theo đúng nghĩa. Hai yếu tố quan trọng nhất của triết học đó là mọi sự vật và hiện tượng đều phải vận động và tác động lẫn nhau và tác động đa chiều. Đây là hình ảnh người dân nhận gạo từ thiện ở Tân Kiên Bình Chánh. Nhà văn Võ Đắc Danh nhờ người đi phát gạo từ thiện diện qua khu vực này cho biết có hơn 3.000 công nhân mắc kẹt ở đây mấy tháng. Trong đó gần phân nửa là đồng bào Khmer, tất cả đều rất khó khăn. Từ cái đó cộng thêm cái tư duy chia nát thành phố, chốt chặn khắp nơi cho thấy tầm nhìn của họ không qua nổi cánh cổng một làng quê nông nghiệp cách đây cả trăm năm. Áp dụng vào cho ngày hôm nay là hoàn toàn bất khả thi và tôi nhìn thấy sự thất bại. Nói một câu ngắn gọn thì cách chống dịch nói chung và việc đề ra thẻ xanh, thẻ vàng nói riêng là một cách việc làm phản khoa học, chống lại quy luật phát triển của xã hội loài người. Facebook Lê Nguyễn Dị Hậu thì lại cho rằng việc cẩn trọng hiện nay không thừa, nhưng nếu quá cẩn trọng thì sẽ không đạt được nhiều mục đích và gây ra phản ứng. Giải pháp trung hòa là có thể cho các quốc gia ở châu Âu chẳng hạn, thậm chí là Campuchia đang đề xuất đó là hạn chế một số hoạt động đặc thù đối với người chưa tiêm, còn lại thì cho họ sinh hoạt bình thường và tiến tới chữa bệnh có thu phí kể từ giai đoạn 2 khi 80% người dân đã tiêm đủ liều. Như vậy sẽ giải quyết được mối lo quá tải của hệ thống và cũng không biến thẻ xanh thành một tấm giấy thông hành như hiện nay. Nói tóm lại, Sài Gòn cần đoạn tuyệt hẳn với mục tiêu không ca nhiễm và tin tưởng hơn vào hiệu lực của vaccine, từ đó hình dung ra một viễn cảnh mà ở đó COVID vẫn còn, nhưng nhờ có kháng thể vaccine, tuy có suy giảm mà xã hội vẫn vận hành bình thường và tập trung chăm sóc phòng ngừa cho nhóm yếu thế và sức khỏe cũng như người lớn tuổi.
mà tiếc thay họ đã bị bỏ quên quá lâu trong thời gian đầu chống dịch. Nếu tầm nhìn này rõ ràng, thì tin rằng với quy định mang tính cấm đoán thẻ xanh, thẻ vàng sẽ được loại bỏ và tạo được sự ủng hộ của cả về dư luận và pháp lý hơn. Tuy Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh, thẻ vàng COVID cho người dân, nhưng tại buổi tọa đàm kiểm soát dịch bệnh tối ngày 12 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thừa nhận, sau 15 tháng 9, thành phố chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh, thẻ vàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021 với bản tin Thẻ xanh, thẻ vàng, biến tướng giấy đi đường mùa đại dịch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.